nhờ công an phường ra, hiểu không? Ừ, chứ còn nếu nếu như mà bây giờ muốn gì đi làm gì thả hoài mà đi không được còn làm sao? Thầy con kia. Đó, đó đây nè, đây nè. Trả lời phải không? Trả lời. À, alo, địa chỉ em ghi số địa chỉ, ghi địa chỉ đi, lấy ghi ghi coi. Ghi địa chỉ đặng chị đi đưa xe đi. Nó ghi dùng cái địa chỉ đi. Bấm vô máy đi, cái gì nó còn nằm trong đó thì gọi lại. Để em đọc nè. Tiếp đi Gưng. Tắt máy hay gì vậy? Tắt quay qua, tắt quay qua trời. Hình như tắt hay gì làm có út nè. Mẹ 90 tuổi nó về sao? Về bãi sao bãi rồi? Dạ. Alo. Chạy ngay ngay quán cà phê C1. Rồi anh chạy vô ngay vô quán cà phê C1 á, đang đứng đường gần đây nè. Anh vô liền giùm em nha. Máy chứ đừng có để máy ở đâu rồi người ta gọi hoài. Anh dặn dặn nó rồi, dặn nó rồi. Dặn nó rồi. Kêu giữ máy bên mình hoài luôn. Cứ chạy đi lên xe đi rồi ổng ấy. Chạy cái điện thoại mà định vị đâu. Không đưa chú rồi, chú ơi lên xe đi chú. Nguyễn xin kính chào quý ông bà cô bác anh chị kính mến. Hiện tại thì Phong cũng mới vừa cùng với WeFood đang có mặt ở trên nhà của anh Tâm, chị Ngọc. Chào chú. Đúng rồi, có nói chuyện nhà hai chú lên cái trường hợp của bà kia cũng còn hấp hối rồi bà không có. Ủa, có trường hợp đặc biệt tới nhà hấp hối hả chú? Mẹ ở nhà trọ bà hấp hối lòng mất. Trời ơi, sắp mất luôn rồi. Cho nên tôi là ở trong xóm gần đứa con đó cho nên tôi mới quay về. Trường hợp sao chú? Trường hợp của bà là trước kia bà đi bán giấy số. Bán giấy số rồi nói chung là giờ cái bà lâm bệnh hơn nửa năm đây là giờ. Gần đây không chú? Gần đây rất gần đây giờ tới chú đây. Thì hôm trước Tết đây là sao do sao chú biết nhà anh Tâm chị Ngọc? Nhà anh Tâm Ngọc là do tôi đi là tôi thấy là bữa Tết có phát gạo cơm á. Cho nên tôi mạo muội đến đây. Tôi mạo muội đến đây để mà tôi chỉ mời chú Tâm này tới thôi chứ còn tôi không nói với chú trước là tôi không có dính láng gì tiền bạc mà tôi chỉ dẫn chú tới thực tế cái nhà đó. Dạ, cái quan tâm đó là quen chú không quen thôi. Cũng không quen cũng mà quen tôi luôn. Chỉ giúp một vài trăm thôi rồi là do đó mình thấy hoàn cảnh giờ không có tiền gần chết rồi mà không có tiền đi về cho nên tôi chỉ mạng muội đi sắp mất nhưng mà không có tiền về quê. Rồi về quê là do ông chồng nói rồi tôi mới để cái bảng trước nhà tôi ghi là cầu xin bà con giúp để có tiền về quê hấp hối rồi. Trời rồi ơi. Tôi mới qua nhà bên quê ở đâu đừng chú biết không? Quê dưới Hậu Giang, Tiền Giang vậy đó. Xa quá. Đó. Hậu Giang là xa. Hậu Giang, Tiền Giang nhưng mà tôi qua hộ phụ nữ này, cái bà phụ nữ này bà đi rồi. Đó, tôi mới qua chú Tâm này gặp chú Tâm, chú nói đỡ kêu mấy chú tới giùm hả? Cho nên tôi nói vậy thôi. Gần đây không chú? Gần đây khoảng 200 thước à. 200 thước hả? À, để chờ chú có chú Tâm đè dẫn hướng dẫn. À, có chú Tâm chú hướng dẫn. Tôi cũng mạo muội tới anh. Tôi đâu có biết đâu. Kẹt xe tới xong rồi kẹt xe quá thôi. Mới phát tài anh. Rồi phát tài, nó mới phát tài. Dạ, tôi cũng mạo muội quá tôi tới gặp chú Tâm cho tôi đâu có dám gì đâu. Tôi chỉ nói lời nói thôi cho tôi mới nói trước rồi. Sợ chú Tâm cũng nghi tôi cho nên tôi nói tôi không có dính láng vào tiền bạc đâu. Chú yên tâm đi, tôi chỉ nói thôi. Nó mới tông xe nữa, dục xe bên ấy luôn rồi. Ông trả nó ủi em. Nó mới tông. Ủi em mà thấy ông cũng gương mặt lâm lũ quá chứ không có tiền á, ông móc đâu chắc cũng được 400 mấy ông đưa em sửa xe. Em nó hồi được. Tặng nóng luôn cho rồi. Nó xui xẻo rồi. Trời ơi, rồi ở nhà rồi bỏ đâu? Em bỏ nhà của ông anh ở dưới. À, tốt ở dưới rồi hả? Trả gần ở dưới chỗ em chứ mà trả lên đây đi với em Quy á. À, tưởng đâu trên đây chứ. Ủi banh cái dàn mũ. Rồi chờ một xíu ha. Dạ. Chú đợi con tí nha chú nha. Dạ dạ. Chào sếp. Dạ xin chào bà con. Dạ. Bà con một năm mới an khang thịnh vượng. Dạ, hai bữa nay hai năm rồi em mới gặp lại. Hai năm. Dạ. Xa. Chú ở đây là đi xuống hồi nào vậy anh Tâm? Chú này ở đâu ở gần đây nè. Chú thấy hoàn cảnh khi khó khăn quá chú lại nhờ. Dạ, mới đầu năm là có công chuyện làm nữa. Năm là có công việc. Hôm nay ở dưới quê em có ít rau với ngò với hai đồ bánh tét. Trời ơi, tét qua nấu hả? Dạ mới vừa nấu anh, để cho cục pin. Pin nữa. Pin không, cục pin là của em. Không có. Dạ. Rồi rồi. Rồi. Dạ, dạ. Cảm ơn nhiều. Dạ, của mẹ em gửi, ba mẹ em gửi anh chị. Rồi, cảm ơn ba mẹ nha. Chúc ba mẹ năm mới sức khỏe. Dạ.
con làm ăn thất bài, con cháu cho tiền nhiều nhiều. Chú biết con cháu. Hôm qua là Phong đi lên đây á Huy, Phong nói không biết anh chị đầu năm cho cải, không biết anh chị sợ có kỵ gì không? Không có cự, không có không cự cãi à? Không. Cãi lúc nào cãi không được. Rồi rồi thôi vô để chào chị. Dạ, dạ. Cảm ơn anh. Có fan hâm mộ mày chấm. Có chấm luôn anh. Đây. Giờ Huy cùng với Phong tiến vào bên trong. Này bữa Tết ăn mà không hết không còn nữa đâu Huy. Hà bông, bàn Phật mẹ. Bông ly bên đây thơm phức luôn. Chị Ngọc ơi. Ủa đâu có tiêu chị? Tết sao vắng vẻ quá chị. Trời ơi. Dạ. Wow, chào chồng má hai. Má hai. Dạ, cảm ơn má hai. Chào hai con. Ai vậy? Lại mới đụng xe gì? Nữa đây vậy nữa đâu vậy? Nãy cái ông chú ông chạy ông gấp á, chị chở ba cái đồ á rồi ủi chúng em á rồi thấy ông móc ra 400 mấy à tiền lẻ không à, em nói thôi xui dũi mà xui dũi thôi chứ biết sao giờ. Quá ở xe em bị sự cố đi chung xe với Huy nè chị. Dạ 88 tủ vòng. Rồi xui quá. Đó, người tốt hay gặp nạn vậy đó. Dạ, bé này dễ thương quá chị. Bé con của má hai nè. Trời con má hai dễ thương quá. Con má hai hả? Con bé Út á. Bé Út má hai. Nó nói giờ mẹ nói chuyện với dì Ngọc. Con chơi với chồng con biết dì Ngọc. Má hai xuống đây hồi nào? Xuống hồi 10 giờ 10 giờ 50. 10 giờ 50. Bây giờ tới 12 giờ mấy rồi. 10 giờ 50. Tôi kiểm tra đồng hồ. Xong. Dạ. Mười mấy giờ. Hơn. Sao chị? Đây. Ôi, chào chị Năm. Tiếp mời cô tới. Đây, chị Năm. Nó nhẹ. Nó nhẹ. Năm với mẹ. Có công chuyện liền. Dạ, có công chuyện liền. Ông nói vấn đề đó. Nãy cậu Tâm chỉ cho hai. Dạ. Nãy nãy em thấy, con thấy. Dạ, sao chị? Sao chị? Ông vô á, sáng ông vô sớm lắm. Ổng mới nói với anh Tâm á là sáng sớm thông cảm cho ổng. Ổng phải tự nhiên ổng dám đi đầu năm đầu tháng mà ổng vô nhà ổng xin. Mà tại vì bữa hổm là lúc dịch đó là phát có phát từ thiện vô nhà trọ ổng. Thứ nhất, thứ hai nữa là hôm 30 Tết này là có phát quà ở đây nên ổng thấy vậy. Ổng thấy vậy ổng mới dám lại ổng xin là cái cô ở gần đó bệnh quá trời không có tiền đi về quê. Đó, rồi chị mới nói một mình chị thì cho có chút xíu hà. Chị mới tính để nhờ là hai em. Chị mới nói thôi chú về đặng nghỉ đi sát bên nè. Cá hấp dẫn quá chị. Rồi, dạ. Rồi đợi em Quy với em Phong con lên rồi con mời hai đứa nó lại. Để coi hai đứa nó mấy gì nữa. Chưa nói này xong rồi bánh tét tới rồi. Tết hôm qua mới vừa nấu rồi, tới sáng em. Mới vớt ra luôn chị. Rồi mới nấu để mời hai đứa mới giải quyết được. Chứ còn chị, trời ơi, một mình chị mà làm sao mà. Trời ơi, hình nhờ hai anh nổi tiếng này nè bà con. Trời ơi, nổi tiếng nha, thấy ghê. Bị tai tiếng nhiều hơn anh. Thôi tai gì. Nhờ trời. Hai anh này mới có bà con học đồng mạng mới biết đó. Ê, đồn sao không? Giờ đi Đà Nẵng không? Dạ. Không? Bây giờ mình tranh thủ thu xếp tối đa để coi sao chị. Hai ơi nghe vậy. Nghe nói hấp hối mà về quê không có tiền. Ừ đó, rồi thôi vậy giờ mình đi lại ăn trước rồi về ăn cháo cá sao. Dạ. Nha, đi, đi vậy mình đi. Bánh tét với rau ở nhà rồi, mẹ rồi. Em gửi. Cảm ơn nhiều nha cứ. Cảm ơn ba mẹ. Mày bận đồ gì chối với chị. Vậy? Chối quá. Trời ngày xuân mà cưng. Em cũng giống chị nè. Đâu á, chị em bắt trước em đó. Chị em áo đỏ nè chị. Xanh xanh đỏ đỏ cho em nhỏ nó mừng. Thôi đi đi hai đi giúp người ta đã đi trước đi hai ơi. Này là bao lì xì luôn động. Đi đi hai đi hai bỏ đây đi bác về tết đi 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 mình đi lúc nào ngày xuân ngày tết nhưng mà lúc nào mừng bỏ vậy ra. Cái này người ta nấu đắp như đắp tết mà này còn hơn thịt quầy nhát sáng người ta đi mua cả chục ký cá về nấu á nha. Đây nè, dạ. Cưng Quy với lại Phong với hai đứa nó nghe thằng ăn cá thịt ăn thịt nhát, ăn lạp xưởng nhát, ăn bánh tét nhát. Mà bây giờ má hai ăn tết lớn không má hai? Bình thường như mọi năm. Dạ. Đi chị. Đâu có Tết hôm bữa giờ chị cũng ở nhà không hả? Ở nhà thăm mà lên là dạ. Mừng quá trời luôn. Em Út lên nãy giờ chưa có chúc Tết đó. Chưa có nựng được các hẹn lên. Chúc nựng cho chị. Vậy? Chúc nựng em nha. Ừ. Cùng nhà em không? Thôi, có chị Nam mình đi đi. Đi đi thôi đi. Đi không?
lấy khẩu trang mà con ơi. Mình ra xe lấy khẩu trang cho người khác. Bị phổi hả? Bị phổi. Bị phổi mình kỳ cho cẩn thận chút xíu. Vậy con đứng ở ngoài. Không, đi đứng ngoài, đứng sao dưới nhìn. Dạ. Hết rồi. Cẩn thận chút xíu, lúc này không biết là bệnh gì nữa. Em còn. Nè, chưa có. Rồi em gái chào khán giả đi em, chào ông bà cô bác đi em. Trời ơi, sinh viên sao mắc cỡ dữ rồi má hai. Trời ơi, con má hai mắc cỡ quá trời quá đất luôn. Nó mắc cỡ lắm đi mà. Trời ơi, thì bằng nói mẹ nói chuyện với dì Ngọc hoài để con đi lại nhà dì Ngọc chơi cho biết hết dì Ngọc. Rồi thôi mình thu xếp đi. Thầy thấy người chú dễ thương quá, mặc dù không phải là bà con hàng xóm hay gì hết, nhưng mà chú cũng chỉ một cái hoàn cảnh khi mà đang hấp hối mà không có tiền về quê để có thể là lo hậu sự của bác chị, thì chú là lợi. Tại vì bữa là đi tới nhà của anh Tâm chị Ngọc á, là phát lấy gạo cho bà con ở khu trọ, thì bữa nay chú biết nên là chú tìm tới, chỉ mong muốn là đưa cái người đang hấp hối về quê một cách là an toàn nhất. 100 mét đi bỏ chị đó. Rồi thôi chú dẫn đi ha. Chú đi trước đi nhóm. Dạ chú đi trước đi chú. Đi bây giờ nha. Chú đi trước đi. Cái gì? Cái này như giả mà. Như giả mà. Dạ, dạ. Nhầm gì? Rồi. Đi ở đây cũng nguy hiểm lắm á. Gần sát bên. Nãy chị đi. Ở sát bên. Dạ, dạ. Rồi thôi mình đi chị. Không, không, không. Nếu mà gần ở đây thì được, nếu mà cặp gần cái chỗ đó. Anh qua bên đây anh xin giùm cái bên đó đắt nhạc giùm xíu cho tụi này nghe hình được không? Nó giờ người ta khổ quá, người ta không có tiền, tụi YouTube nó quay nó sợ bị ấy bản quyền á. Chúc mấy anh chị anh phát tài. Nói sợ bị ấy bản quyền á. Cảm ơn chị. Quên. Ta hát vậy nhiễm cái nó phạt mà bản quyền ta chết luôn á. Những fan hâm mộ nhí. Chào các bé. Vô đây, vô đây. Nè. Tôi cũng ghi cái bảng này để mình xin. Trời ơi, cái bảng này chú tự thiết kế hả? Cái bảng tự ghi hả? Tôi tự ghi giùm cho ổng, chứ ổng không có nói. Bà con giúp tiền về quê bệnh hấp hối. Chứ tôi ghi vậy thôi. Xin bà con giúp tiền về quê bệnh hấp hối. Ai ghi là Phật, tôi xin hay vậy. Dạ, là đang nằm bên trong. Đang nằm bên trong. Trời ơi. Đặt cái này. Rồi xin tiền rồi. Nhờ công an phường. Ra. Dạ. Bệnh là Tết, ngày xưa ngày Tết mà nghe thấy bệnh hấp hối mà không có tiền về quê nữa. Khổ quá trời. Tội quá. Cái đó là căn bản là để giúp đỡ. Dạ, 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 dạ. Rồi, dạ. Em nha. Chủ yếu là muốn giúp về quê thôi đó chị. Đúng rồi. Căn bản đó cô ạ. Chứ nhờ Tết này về quê cũng nhiều tiền chứ bộ. Dạ, dạ. Nên nhờ ở nhà mà đâu có tiền gì đâu, khổ. Trời ơi, chị thấy bà con cô bác tập trung là quá trời đông luôn. Thấy giúp được tao mừng. Đầu tháng chị Ngọc thấy cái bảng, nhìn cái bảng thôi mà mình xót xa luôn á. Bởi vậy, không có tiền tao mấy ngày nha. Thôi bây giờ mình tranh thủ vô đi thăm đi. Vô thăm cô. Thôi đi luôn mấy hai ơi. 15 phút à. Tranh thủ đi. Tranh thủ đi. Tại vì mình lắm. Chủ yếu giúp cái tiền, khoản tiền về quê đi vậy. Coi chừng nha chị. Tại bị là bên phổi á. Ôi trời ơi, xong rồi. Ôi chị ơi. Chị tao nhắc nữa xíu. Chị ơi. Chị mệt quá rồi. Bây giờ chú đỡ cho chị xây cái đầu vô phía trong đi cho sáng chút là được không chú? Dạ dạ đúng rồi, tại vì quay vậy nó nghịch đó, cái chiều chú sáng có khẩu trang cho mắt đó. Dạ dạ không, cho chút xíu đi chú. Dạ dạ, quay đầu lại chút xíu đi. Chịu, cô không chịu. Em thôi này chắc cũng còn nhỏ mà. Ừ. Không nhỏ, nhắc luôn cái chân kìa, chút xíu luôn. Cái chân nha. Anh này chắc nếu vậy mình phải nhờ xe mình chuyển đi liền luôn á chị ơi. Máy này để ghiêu vậy điện vậy là khoan để hỏi chú à chú ơi. Vậy giờ chú quê chú nào? Quê đây bả ở Hậu Giang á. Hậu Giang vậy giờ con muốn về quê đúng không? Không phải, nhưng mà cơ thể chú muốn về quê á thì tụi con kêu xe cho về quê. Đưa vợ về quê giúp có người chăm sóc á. Dạ. Chờ con gái lên. Nhưng mà bây giờ ý chú là sao? Chú nói để tụi con biết, để nhờ Phong Nguyễn với lại Quy Phước là nó giúp giùm. Để chờ nhỏ con gái á. Không có tiền bạc gì không mà. Mở cái tiền bạc. Ý nè, bây giờ con hỏi chú để cái bản cầu xin giúp đỡ là chú cần giúp cái gì, chú cần tụi con giúp cái gì, ý cho hỏi vậy đó. Là đang dạ. Để xin
bà con rồi giúp đỡ để cho nó có chút đỉnh tiền với nó về quê để nó chữa bệnh á, mua thuốc thang rồi á. Dạ dạ. Dạ, bán vé số mà. Dạ. Này bị bệnh gì mà ốm dữ vậy chú? Dễ kể bị cái phổi á. Bị phổi. Phổi hả? Mà nó là có test Covid thử không chú? Không, này mới xuất hiện về mà. Mùng 6 này cũng như chú mình. 6 lên tới 6 lên tới khám. Đâu chú, cho mượn cái giấy xuất viện về coi chú. Thứ mùng 6 này nè. Dạ. Mới lên là đa khoa Thủ Đức. Thanh toán viện phí rồi lấy giấy xuất viện về luôn. Tại bữa hôm bác sĩ cho về ăn Tết á. Dạ. Về bữa hôm 29. Về 29 mùng 6 là mai á. Dạ, coi mai như là lên. Cho về ăn Tết là không có giấy tờ gì trơn hả? Mai lên, mai chiều mai lên. Dạ, dạ. Là thanh toán viện phí. Dạ. Ủa, vậy là bác sĩ lắc đầu hay sao? Ủa, không phải lắc đầu mà cái tình trạng này là nó bà bị viêm cái phổi á, cái phổi á, nó bị viêm á, ra vô nước biển mà vô không có xe vô ngày 10 chai nước biển á. Có nước sao chú? Dạ. Dạ phổi của chị bệnh phổi có nước hả chú? Dạ. Thì vậy chú, vậy sao giờ chú không để chú đưa về quê đi rồi ở dưới người ta đón chứ giờ bệnh mà thời gian không có mà. À, không có mà chú còn đợi con gái đi lên nữa, Kiên Giang xa lắm chứ có gần đâu, nếu mà chú đồng ý. Hậu Giang. Nếu mà chú đồng ý thì con kêu xe cho. Rồi tụi này là khỏi lên rồi. Bây giờ đâu có ai biết nhà, tôi đâu có biết nhà. Không biết nhà luôn. Tôi không biết nhà thì điện ta đó. Tôi là quen cô này là cổ chăm nấu 20 năm rồi, chăm nấu quen rồi 3 năm rồi. Chăm nấu mấy năm rồi mà chưa về quê, khổ quá không có tiền về quê. Đúng không chú? Dạ. Ừ. Nhà ở xa không vậy chú? Hậu Giang. Hậu Giang. Chắc 3 tiếng. Xa lắm. Từ đây qua bển chắc mấy năm. Bây giờ vậy nè chú, nếu mà ước nguyện của cô muốn về quê á thì chú đưa số điện thoại đây. Rồi cháu gọi con bé kia, cháu kêu xe đi tới đâu đón, chứ bây giờ đã thời gian không có mà chú đợi lên mấy rồi đi về nữa ba ngày này xe cổ làm sao. À, cái là con nhỏ hôm qua nó điện á, nhỏ gái á nó điện á là bữa nay lên nè, chiều nay lên tới nè. Chiều nay mới lên. Chiều nay lên tới mà giờ 6 giờ điện không được. Ở dưới quê điện cũng không được nữa. Dưới quê cũng còn bà già. Còn mấy mẹ lắm rồi đó. Mẹ già 90 tuổi rồi. Coi như là không có ăn uống gì bữa hôm giờ. Ở đây có số điện thoại của có số điện thoại con gái không? Không có cái hoàn cảnh á, là con nó lo việc riêng gia đình của nó, hoàn cảnh đứa nào cũng khổ hết trơn á. Nên cái ông anh này là ông Dượng, ông anh chấp sau. Nên tất cả những cái gì lúc khó khăn bệnh tật á là đều ông anh này hết. Còn em nói là chủ yếu là ông anh thôi. Còn dù con nó bận bịu quá. Dạ, thì bây giờ thôi anh nói vậy theo như cái lời chú ơi nè. Dạ. Cháu cho cháu hỏi theo cái như cái anh kia nói á, thì bây giờ tâm sự là nhờ chúng hết đúng không? Dạ. Chứ con gái không biết thì thay như tụi này Vi Phốt với lại Phong Nguyễn là chú cho đăng tải lên để mà con giúp được phần nào để cho chú đỡ vất vả, lo tiền thuốc men. Dạ. Thì nếu nói vậy thì vậy thì chú quyết hết đi chứ đợi con gái làm cái gì? Là nó lên đây để nó thu xếp đồ đạc rồi nó đi theo xe cho bà về. Dạ, là ý là vậy đó. Dạ, ý là vậy đó. Thì vậy thì giờ là coi như là tụi cháu giúp gì được giúp. Dạ. Còn xe cộ là bên kia là tự gia đình lo đúng không? Dạ. Vậy cháu tưởng đâu ấy cháu kêu xe cấp cứu về liền dưới cho nhanh. Tại vì cháu có biết xe cấp cứu. Dạ. Nếu mà chú nói vậy thì thôi mình thình theo chú chứ biết sao giờ. Chứ chị tưởng anh Tâm kêu là tại chị có quen ngoài bệnh viện này nè, có xe cấp cứu á. Rồi cái tiền chi phí thì mình trả. Mà bây giờ Nhưng mà chiếc chừng nào mà muốn về thì đúng rồi, dạ. Cho cô Ngọc kêu xe cho về. Không phải, tại vì giờ được. Nói thiệt với chị vậy nè, muốn giúp là tụi này giúp luôn một lần. Chứ tại vì cái thời gian là tụi này không có mà để đi tới đi lui. Nó
Chứ còn nếu mà bây giờ tụi này giúp thì cái đó là chú sau này chú sẽ tự túc. Chứ còn kêu nữa là tại tụi này không có phải dõi theo một hoàn cảnh này. Nó nói vậy anh hiểu không? Ừ, chứ còn nếu như mà bây giờ muốn gì liền là liền luôn bây giờ luôn. Ừ, đi liền liền, liền tao kêu xe cho nó về. Liên hệ gia đình đó. Của anh chị. Là không có thời gian. Cho số của con có chị có gì liên hệ. Không mà giờ chú nói chú không biết giờ sao. Ừ. Có. Ừ, nếu mà đi về dưới thì tao kêu xe cho đi về dưới. Cho số nhân ở dưới Hậu Giang. Ừ, ta đó. Để anh liên lạc người nào thì được người đó. Để là sắp xếp trong ngày. Chứ mấy ngày nay chứ còn điện thoại bận nhiều việc lắm. Sao em Quy với Phong em thấy vậy có hợp lý không? Hợp lý. Tại vì chị em mình nhiều việc lắm. Chứ ba ngày này mình đâu có theo ngoài được. Bận biểu công việc nhiều lắm. Chứ còn giờ đâu. Nếu đã cho hay rồi thì phải đến giúp một lần luôn cho trót luôn. Thì bây giờ là chỉ có cái phương án là để liên hệ số điện thoại thân nhân. Ai thì được nghe được điện thoại thì cứ chạy lên với chị rồi để thu xếp. Thế ở đây thì ở đây còn thể đi về thì kêu xe đi về chứ biết làm sao. Chứ còn chờ bệnh mà chờ đợi vậy sao được. Ở đây còn chú Tân với cô Ngọc đây chứ không có làm cho tôi biết được. Tôi cũng mạng người tôi đến rồi chứ. Chú ở đây cũng còn chờ con cái chưa có chủ động được. Dạ. Nghĩ là thôi phải không? Không, để đang chờ điện thoại nói chuyện coi như thế nào ấy. Không, nói chung là tôi cũng biết rồi thôi, chứ tôi cũng không có được quen giao dịch gì hết. Rồi thấy vậy rồi mình cũng biết nhà chú Tân với cô Ngọc đây ở cũng gần sớm nên tôi cũng tới tôi mạo mũ đầu năm. Rồi do cuối năm tôi thấy nhà cô phát gạo với từ thiện đó cho nên tôi mới dám vô tôi nói, chứ còn thật ra tôi cũng không dám nói. Tôi vừa tới báo cáo bên phụ nữ với cô Ngọc vậy thôi. Yeah. Tới rồi mời hai chú lên bên. Trong cuộc sống cũng cần lắm những cái người mà giống như chú vậy đó. Không, cho giờ mình lớn rồi mình chỉ có giúp được một vài trăm chứ đâu có điều kiện như vậy. Sau có ở nhà ở đây chú có liên hệ với lại con của chị trước chưa? Có, biết rồi. Biết rồi mà không giữ để mà nghe máy có thêm mẹ xe cộ thì đang chờ đợi mà nặng nề hơn xe cộ thì giờ thầy ấy thì kêu chứ bây giờ xe cộ thì kêu mà không để giờ chú ấy đi rồi mình mới kêu mình mới kêu xe hai đứa trai gái con gái này điện thoại của chị hả? Hoàn cảnh ở đây chị biết không? Bữa chú nội bà nữa mà bữa nay hả? Nó không bỏ chú nội bà nữa mà bữa nay bà bệnh. Bệnh này lâu chưa chị? Mới mấy tháng này. Mới phát hả? Mới phát mà ốm quá trời. Cái cô này lớn tuổi chưa chị? Có 50 tuổi hả? Ừ, 50 tuổi. Bữa ba còn đi bán số bà lạnh chết luôn rồi. Cái hoàn cảnh ở đây chị thấy sao? Thì mấy bữa ba không đi bán số bình thường vậy nè. Cũng như mà bữa giờ bệnh hoạn quá đâu có tiền đâu. Thấy đi bệnh viện. Nuôi đứa cháu nữa mà nuôi đứa cháu nội. Đứa cháu đâu, đứa cháu đâu. Mà giờ đem về cho ba nó rồi. Cháu nội đem về ba nó rồi. Mấy năm tuổi nhưng mà không đi học nữa. Đâu đi học này đâu. Nó cũng khờ lắm. Hoàn cảnh ở đây cũng khó khăn ha sao chị? Khổ lắm, nó đi số cầm về nè. Bà còn nuôi chú nội bà mà giờ thằng con bà bệnh bữa giờ đâu có nuôi đâu đưa về con trai đâu. Dạ. Có ông này, chú này ông lo cho bà. Chú này cũng chấp giá với cô. Chấp giá là ổng la không á, đi bệnh viện rồi bà. Chú ổng chở chị ngồi đi xe. Bà đi trước đi, cho bà cũng cho chị trước đi. Muốn đi đâu thì đi sao? Đi chú chở đi. Truyền nước biển. Bây giờ chú chở qua bà đi rồi nhiêu tiền cấp cứu, tiền này tiền kia Tâm Ngọc tính cho. Chú đừng ngại. Chứ còn bây giờ cứ nằm đi thở hoài mà điện không được còn làm sao? Thì con gái là điện cũng không được luôn. Trời ơi, số kỳ vậy. Giờ là chết rồi. Chứ giờ sao có anh nào chở đi giùm. Điện có đổ chuông không vậy? Đi chở qua bạn đi. Điện có đổ chuông không vậy không? Đổ chuông mà không bắt máy. Chắc đang chạy xe lên quá. Đổ chuông vậy chắc đang chạy xe. Không, chú đừng hỏi. Bây giờ người ta đâu có biết gì đâu mà hỏi. Bây giờ đưa chị qua bên bệnh viện này gần nhất nè, bên bệnh viện huyện nè. Sắp đỡ chị đi đại đi. Chú. Đi qua bệnh cho người ta cấp cứu cho thở oxy đầu đi. Truyền nước biển cho chị khỏe. Chị. Anh cắn giùm cái điện thoại của chị ơi. Qua bệnh truyền nước biển. Bệnh lên trước đi. Đi chị ngồi dậy đi cho ảnh đỡ chị đi ra xe nè. Có em mấy em trai chở giùm nè. Đi đi chị. Chị bệnh mà chị chịu khó đi.
Rồi không nổi luôn rồi. Vậy thì anh ẩm trên tay đi. Có mấy em nè, mấy em chở giùm cho nè. Chị chịu khó được, chị. Được. Chị khó khỏe mà sao không lên mà mấy ngày được lo cho chị chứ. Mình không biết mà mình làm gì nữa. À, trời yếu rồi. Quá trời yếu rồi. Mà mình nặng rồi, mà đi bệnh viện ở trong phòng không ở đây sớm này không ai biết hết rồi. Mình không biết luôn. Bây giờ một người chở trước, chú ngồi sau ôm gần đây mà. Đi đi, đi đi. Phan Ngọc Thạch trả về là cũng bó tay, bệnh viện nó chuyên ngoài phổi mà. Phan Ngọc Thạch là trả là bó tay đó. Nhưng mà trước mắt là không có. Điện thoại này mà đúng rồi đó. Ờ đây 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 đây. Rồi xong nghe chậm. Nó nghe nó. Thì tôi thui vậy. Tao thui anh biết. Rồi xong tay vào. Thôi đừng đụng vô thùng lum để em đụng em rửa tay ra. Đó, đó đây nè, đây nè. Trả lời không? Trả lời. Alo. Nguyên Nguyên ơi, mẹ em bệnh rồi, giờ sao em có lên em rước về không hay sao cưng? Dạ có chị. Giờ em đang đâu? Sắp tới chưa? Sáng qua mà, giờ em mới bắt xe chuẩn bị đi à. Bắt xe chuẩn bị gì? Vậy giờ em ở dưới em đón, chị ở đây chị kêu xe đi về dưới em đón được không? Hỏi nó có tiền không? Bây giờ là anh kênh của anh Phong Nguyễn với kênh YouTube là đang ghi hình để giúp cho mẹ em đó. Cái phần tiền xe cộ đó là em yên tâm khỏi lo, về dưới em lo mẹ em đi. Dạ được. Vậy thì em cho địa chỉ đi. Để xúc về dưới luôn đi. Dạ, để dạ. Mà em cho địa chỉ đi. Bây giờ đi. Bây giờ cho địa chỉ đi nè cưng. Đang định chở mẹ em qua bên trạm y tế nè. Alo, alo. Bây giờ em gọi lại nè. Má ơi, mất tiêu luôn rồi má ơi. Dạ. Sao cái địa chỉ em ghi số địa chỉ, ghi địa chỉ đi, lấy ghi coi. Ghi địa chỉ thằng chị đi đưa xe đi. Nó ghi dùng cái địa chỉ đi. Bấm vô máy đi, cái gì về nó còn nằm trong đó thì gọi lại. Để em đọc nè. Ừ. Em đọc đi. Đọc đi ba người. Ấp Tân Long. Ấp Tân Long. Rồi. Rồi. Tiếp đi. Ấp Tân Long. Đọc tiếp đi cưng. Tắt máy hay gì vậy? Tắt quay rồi. Tắt quay rồi trời. Hình như tắt hay gì làm có út nè. Tắt rồi. Kỳ vậy. Chắc bên kia hết tiền thoại lắm à. Rồi sao gọi lại? Gọi Zalo đi. Anh biết anh gọi giùm anh tôi đâu ra. Cái này có số không? Nhắm đó, 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 nghe nó gọi điện thoại nè. Ủa, anh này cho tiền nè. Ê, anh này cho tiền nè, trời mừng quá. Chú ơi, anh ơi, có chú, cái chú. Anh này, có cái anh nó sớm cho tiền nè. Sớm rồi, cũng này là ủng hộ mừng quá rồi. Cho gia đình, chúc chị đi bình an. Chúc. Anh Kỳ ơi, cảm ơn anh rất nhiều nha. Alo, nghe Nguyên. Nghe Nguyên, ấp Tân Long. Rồi, em đọc đi cưng. Ấp Tân Long hỏi gì nữa em? Ấp Tân Long. Xã Tư Nguyện Thị tỉnh Hậu Giang. Xã gì? Mẹ em yếu. Ấp Tân Long. Xã Kiến Tường. Xã Vĩnh Tường phải không? Nè, cầm cầm đi. Vô vô đây chị. Dạ, dạ. Góc bên đây nè chị. Góc bên đây nè chị. Xã Vĩnh Tường. Dị Thủy. Dị Thủy tỉnh Hậu Giang. Xã Vĩnh Tường, huyện Dị Thủy hả? Nè, đâu đi. Huyện Dị Thủy tỉnh Hậu Giang. Dị Thủy hả chị? Người dân ở đây cũng nhiệt tình ha, nghe bà con rồi đến giúp hỗ trợ nhiệt tình ha. Trời bị phổi không ai ảnh không đeo khẩu trang luôn. Bây giờ cái Zalo em gửi qua một cái định vị qua được không? Anh gửi cái định vị qua số lô Zalo chỗ này đi rồi. Ồ hết rồi. Anh chi cho một chi. Không quay. Bốn lần ta điện nghe. Ta điện không được rồi chứ ta đi người ta. Ai ai anh Nguyễn. Rồi đây cái này nè, chú ơi, có chị này gọi cho cô nè chú. Chú này gọi nè. Dạ. Chú. Cảm ơn. Dạ. Cảm ơn chị nha chị. Dạ thôi chú cứ vô lo cho cô. Trước mắt chị hai gửi cho gia đình 1 triệu nha Ngọc. Dạ dạ. Trước mắt chị hai gửi cho gia đình 1 triệu nha. Dạ. Đưa Ngọc giữ đi thôi, đưa Ngọc giữ 2 triệu. Má hai đưa luôn cũng được. À, sao để, vậy? Để. Đưa chị Ngọc. 2 triệu đúng không? 2 triệu. Em với hai tôi sẽ cỡ bao nhiêu đưa nữa. Đúng rồi. Dạ, để từ từ đi má hai. Cái đó để chi phí lại cũng được rồi đó. Giữ đi, còn cái kia để linh tinh để dùng cho chị gì đó dùng. Má giữ đi. Mẹ 90 tuổi nó về sao? Về bả sao bả đâu? Giờ chị Ngọc cũng đang liên hệ
ở bên phía nhà xe và bên cạnh nó liên hệ với con gái dưới quê để mà chuyển thẳng về quê luôn. Nó là quê ở dưới Hậu Giang của chú anh chị. Từ đây chạy xuống dưới là cũng khoảng 4 tiếng mấy, 5 tiếng. Dạ, cấp cứu mới nhanh. Ừ. Cấp cứu người ta tránh đường đi nhanh. Ta mới được. Dạ, alo, anh Danh hả? Alo. Anh Danh, anh giúp em cuốc xe về Hậu Giang coi anh Danh. Dạ. Em ở ngay nhà đối diện bà Thanh á, nhà bữa hổm anh chở oxy vô cho mẹ em đó, nhớ không? Anh nào? Chở C1 đi vô á. Anh chở C1 á, cái nhà mà anh chở mấy bình đồ oxy vô đó. Cái ông Tài á. Không, đợi nhà. Giờ tôi ở ngay cái bệnh viện này, nói tôi chạy ngay, ngay quán cà phê C1. Rồi, anh chạy vô ngay vô quán cà phê C1 á, đang đứng lần lần đây nè. Anh vô liền giùm em nha. Anh à? Không, em là cái nhà mà anh chở oxy vô đó, nhà của... đối diện nhà của anh Thanh làm bên phụ nữ á. Dạ anh chạy vô liền em đợi nha. Dạ ngay C1 á, em đứng rần rần đây nè. Rồi cảm ơn anh nhiều nha. Rồi tôi thu xếp đi anh chú ơi. Thu xếp đi chú ơi. Đâu rồi số điện lại số nó đi. Chứ đừng có để máy ở đâu rồi người ta gọi hoài. Không, dặn nó rồi. Dặn nó rồi. Kêu giữ máy bên mình hoài luôn. Không, xe cấp cứu đi nhanh dữ lắm. Xe cấp cứu đi nhanh dữ lắm. Thời gian này mình chưa đi nè. Điện nó đi. Điện đi để nó ấy lên không được xếp luôn. Đợi quay nhà bà ngoại đó là để nó gọi điện thoại luôn. Thì bây giờ sao mình đi lần này không sao, có chú này liên hệ nè, rồi mấy cái liên hệ mình không sao. Có cái ai mà đi theo á là để kết nối cái... Chú này đi nè chứ ai đi? Chú đi đó. Ừ. Ở đây có ai đi theo bà con gì đó đi theo giùm một người đi. Con thì chú cũng thu xếp đồ đạc của cô đây. Thu xếp chuyển về quê gấp. Tại vì sức khỏe bây giờ là gần như là sự sống rất là mong manh. Mà bây giờ dễ lắm, có định vị là ta đi tới nơi à. Bên cạnh con mà cháu. Tôi nói không có quan tâm gì, đi không tới thì tôi nhờ dưới có bên ấy đầu nó tìm cho nó thòng đại vô trong đó. Lúc nào gấp mình tính theo gấp đi chứ ai mà giờ ai mà dòm ngó tụng đầu chi cho lẹ. Được gì mình thốt cái đó đi. Ừ, cái gì đó đầu cô đó quăng liền vô trong vỏ hết rồi về thì con chỉ tự. Chú nhờ người ta thêm đi vô. Chú mà không chú, đầu chú đó thêm đại vô đi. Chú hình như là cũng ở đây đúng không chị? Chị không có rảnh. Chú ra đây cho tiền nữa. Chú ra nhận tiền. Ra nhận tiền theo. Ra chú này cho tiền. Để lát chị em chú ơi. Có người anh gửi tiền. Dạ. Đây nè chú chồng của cô này chị này nè. Cảm ơn anh nhiều nha. À hữu sự. Thì có bà con đây thấy không? Bà con đây thương thứ ghê không? Nhiều điều mới, sức khỏe nhiều. Nghe bé. Đây nè. Chú ơi, ra đây nè, chú ra ra chị này cho tiền chị nè. Cảm ơn nha. Hiền hả? Trời ơi. Má em đem về mà chưa đem về. Trời ơi, đây nè, bà già bệnh mà còn ráng đi mà đi giúp cho người ta nữa nè. Bà giờ bà già bệnh nhà thương bé Hiền. Trời ơi, thấy thương ghê không? Trời ơi. Cái anh đó ảnh không có hiểu cái cốt lõi biết không quê. Cũng như mình á là mình để giống như là ghi hình cho bà con thấy thương là cho thêm chứ đâu phải ghi hình cho mình. Mà ảnh kiểu như ảnh ý ảnh buồn phiền gì đó. Ảnh thấy vậy ảnh cũng trong anh cũng chưa hiểu. Chưa hiểu. Chứ mình để mình ghi mình giống như thí dụ mình giống như mình cho được nhiều cho, còn giống như mấy em này là nó cái chính là để ghi hình để giúp cho người ta thôi. Chứ đâu phải là mình em là người đầu tiên kêu rồi. Chứ mình đâu có quyền lợi gì trong đây mà tại vì thấy thương. Có mặt ở đây từ lúc ban đầu vậy chứ đâu phải là thấy cho tiền mình tới đâu. Ba vậy ba tôi kêu ba tôi á là ra đây gặp kêu cô này ra cô Ngọc ra nè.
chứ thấy người ta tội quá, giờ sao tao không sợ mà. Chạy qua kêu con bả qua. Ờ, kêu con bả qua. Anh đâu xong điện thoại. Dạ, yeah, rồi anh kêu đi, anh đi kêu chú đi kêu đi. Dạ dạ đúng rồi, nó cứng rắn nó đi theo được đó. Mấy đứa vô con. Rồi mấy đứa nhỏ vô nè, để nguy hiểm nè. Chứ giờ biết làm sao cái chú à, là sớm đó chú là sớm ừ, cái chú đó đó chú xong á, tại biết sao ông này ông sáng kiến cũng hay chứ bộ, tại vì ba bữa này vắng á anh, nên ông phải ghi cái bản này để người ta đi qua lại người ta nhìn thấy người ta giúp ngày thường á, nhưng mà cũng nhiều hoàn cảnh khó khăn cũng có ghi như vậy nữa Ngọc. Nhưng mà nhờ cái bản này để người ta đi qua đi lại người ta nhìn thấy. Em nãy em đăng anh xuống bé này nó trả lại nè. Ờ, chị gần đây hả? Ờ, à, chị dễ alo thường quá. Mặc dù chị dễ ít hay là nhiều nhưng mà tấm lòng nó dễ quý lắm. Mình kia đó thấy nhiệt tình ghê á. Đang kêu xe luôn. Đúng rồi. Để chở cô bên trong đó. Để về dưới quê. Lúc nãy cô Hậu Giang là nghe nha. Còn còn lên đây là cùng. Dạ, dạ. 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 Đó nổi tiếng luôn ha. Lát kéo quân lại nè, anh Bưu. Nó anh nói nó xe đi về dưới đó, rồi có gì là lát lấy cái đây nè anh nè nè, đây nè, anh lấy số điện thoại này nói nó đi. Năm nay rồi. À, ở đây có nhiều người ta ăn Tết buồn lắm, không có tiền để về quê ăn Tết. À. Gặp anh chị thì thêm một cái bị bệnh nữa. Tập đi về quê mà đợi, trong cái lúc mà hấp hối mà không có tiền mà đi xe nữa là thấy nó quá đau khổ anh. À, bởi vậy cái lối xóm ta mới ghi cái bản này là nhờ bà con chung tay rồi giúp ít cho có tiền xe để đi về quê. Chứ giờ cái thấy giờ cô ốm quá rồi mà ăn hết được rồi cho bệnh viện Phạm Ngọc Thạch mà trả về là cơ hội còn rất là thấp. Phạm Ngọc Thạch là chuyên về phổi phổi mà trả về gần như là xác định. Chứ hỏi rằng vậy sao trả về không, đã không trả về là nó giờ cô ăn uống không được nữa mà thôi, mong được về tới quê là trong mãn nguyện. Không phải, ta đền đề mất thì nó đủ thứ tiền. Dễ hơn trên này nhiều. Ta, nếu mà có mất cũng hậu sự được dễ hơn thôi. Không phải hậu sự lắm mà người ta được về tới quê hương ta. Cũng may sao tôi đến đâu gặp chứ tao với cô Ngọc đây chứ không gặp là cũng không mệt. Dạ. Ok, mình giờ mình giúp được nhiều nhất. Ở đây giúp vậy tôi có nhà chú tôi tự là do. Đây cũng nhờ bà con lấy sớm ha. Dạ, mỗi người một chút ta lại người người ta cho ít ít ít. Còn sáng giờ cũng có. Chú nè, anh giúp đỡ nè. Rồi, cảm ơn chú nhiều nha chú. Dạ. Mỗi người bà con ở đây vòng vòng ai cũng thương phải không? Dạ. Một miếng khi đói bằng một gói khi no mà ai cũng chia sẻ. Không biết thôi chứ mà biết là ai cũng là ủng hộ hết rồi chị ha. Thương ghê luôn. Anh Danh ơi, đây nè anh Danh. Quay đầu chị. Em quay đầu. Xe ở đây chị Ngọc điện tới rất là nhanh cô chú anh chị. Trong vòng có khoảng 10 phút là xe tới à. Xe ta đi luôn. Xe ta đi luôn chứ chờ tụi nó. Không, bây giờ anh với chị đi trước đi. Chứ bệnh hoạn mà chờ đợi sao được anh? Đem thêm mấy bộ đồ của chị đó. Vậy là không có chờ đợi được. Không, xuống là ta đón mà. À. Lấy đồ của chị để vô luôn. Nó không có lên đâu mà chờ. Rồi, xe tới ha. Nó ở dưới nó đón chuyện dưới á. Lấy bằng ca. Để xe này ra đi. Để xe ra đi, để xe này qua bên kia đi anh. Anh trống chậu. Anh dạ dạ không. Ủa cái địa chỉ đâu rồi? Anh cái địa chỉ đâu rồi? Anh đưa cho anh coi. Không phải, bây giờ anh đưa địa chỉ cho anh coi, anh tính tiền để anh biết nhiêu tiền đó. Anh Danh coi tính nhiêu tiền đó, em gửi luôn anh Danh. Nè anh nhớ em chưa? Dì Thị á. Đi nè, nhà đây nè. Anh đây nè, không chở Dương Hạnh mình đi. Coi cái tiền anh để chị em ai kia em chở Dương Hạnh đi xuống chuồng sợ hãi đó. Thì ông đó. Ông quen không à.
cấp cứu vậy em. Mà ông này ông được lắm, ông lẹ làng dữ lắm, ông lẹ làng dữ lắm chứ. Anh cho băng ca đi anh. Anh nhanh cho băng ca đi. Băng ca đi. Không lên đường đi bao nhiêu km hả? Cái điện thoại này có hết hết. Từ đó tổng phải là 100 tấm mấy cây á. 200 cây. Không, để cho ảnh ấy chứ mấy anh gì đâu. Nè nè nè. Là anh à, bây giờ là cũng anh vô anh phụ kìa. Chở một người cô. Vô phụ về quê Hậu Giang. Đây này, điện thoại nè, anh lát ID là cầm theo điện thoại này nha. Ừ, rồi anh phụ đưa lên xe đi. Có đó chú đó đó. Chồng chở chị đi theo đó anh. Chồng hả? Dạ, chồng chị đi theo. Rồi xuống dưới con đón, con gái đón dưới. Còn xương với da không? Còn xương với da không? Ê anh Danh hạ thấp này được không Danh? Ẩm lên. Không biết ẩm nó nổi hơn nữa nha. Hồi xưa bởi nó 40-50 ký ông ẩm tối ngày mà. Nhưng mà giờ bệnh khác rồi ông ơi. Bệnh tinh thần xuống rồi ông ơi. Tinh thần xuống thì sức khỏe không có xuống. Bệnh tinh thần xuống rồi. Đó. Quá trời. Đó. Ở chừng 25 ký à. Này tầm khoảng 20 ký đâu lại nha. Bé xin chào con. Bé bé chào xin chào nè con. Rồi né qua, né qua mà con ơi. Né qua, né qua. Bé nhỏ xin chào nè. Rồi. Đi. Rồi anh xách quần áo đi theo đi anh. Ba trời thở không nổi luôn. Không nổi luôn. Đem nhớ đem theo chai nước. Anh bé ơi lấy chai nước theo cho chị đi bé. Lấy hai chai nước đi. Lấy hai chai nước xuống đem theo bỏ xe hai ba chai gì á. Lấy đại mấy chai đi. Có mà. Xe người ta lo hết cái thằng đó anh khỏi lo oxy vậy đó anh này oxy mà. Đây nè anh nói với đây nè anh nói với tôi nè anh nói tôi nè đó. Bao giờ anh tính bao nhiêu tiền anh nói với tụi này nè rồi anh cái giá đó là bao nhiêu là bi anh em biết anh mà tình cảm dữ lắm chứ đâu phải mà rồi ngày Tết mà dưới đó 350 là rẻ đó rồi anh lấy oxy cho chị giùm đi anh. Rồi anh ơi đem nước đi gửi nhà này cho anh nào nè. Gửi nhà cho anh nào xe cộ cho anh nào đó nha. Cho mượn cái gói cho mượn cái gói. Lấy cái gói, cái gói cho cô. Lấy cái gói cho cô kê đầu. Gói với chảo nổi đâu nữa rồi nó chạy về nữa nè. Thôi tắt đi, đừng quyết đâu đi. Không cửa lời của chú. Mà nhờ có cái phương tiện. Hai. Vậy nãy hai cho 2 triệu đúng không? Đây cho em xin luôn. Xin trả tiền xe. Tôi cũng chỉ có nói tiếng nói thôi. Dạ, thì cũng nhờ anh đó. Tiếng nói là tôi đi nói thôi chứ tôi tiếng nói nó quan trọng lắm á chú. Rồi. Lấy gói nằm, gói nằm. 6 8 10 12 14 16 18 20. Rồi, cảm ơn hai nhiều nha. Rồi đây. Đây đây chú ơi, điện thoại đây nè. Không sao chú. Nha. Với cô Toàn với cô Ngọc đây. Dạ, với cô Quy Phốt đây. Dạ. Là cô Toàn với cô Ngọc đây. Đây. 3 triệu rưỡi. Đưa đây đưa ông đây nè. Quay ông đây nè. Đây. Cho đây. Ô, bà con này. Cảm ơn anh nhiều nha. Chúc anh sức khỏe. Anh Danh ơi. Ê, đi lên gửi tiền xe luôn. Anh Danh, Danh. Tiền xe là 3 triệu 500 ngàn. Thì chị Ngọc cũng thu xếp gửi tiền xe cho chú. Bây giờ coi như nãy là anh tính 3 triệu rưỡi ha. Ừ. Đây em gửi. Anh cái này là anh đi vậy. Dạ em hiểu. Dưỡng chút phải không? Dạ. Không, trời ơi anh em biết mà. Còn này thì bầu dưỡng anh 500 nè. Tại đi đường xa xôi không có chuẩn bị gì hết á. Bầu dưỡng anh 500 luôn. Anh ráng anh nhiệt tình giùm em là được rồi. Nha. Rồi hết rồi. Cho oxy đi rồi cho ổng theo. Ổng gửi cái định vị có con bé đó giờ anh cứ chạy đi lên xe đi rồi ổng ấy chạy cái điện thoại mà định vị đâu không đưa chú rồi chú ơi lên xe đi chú đưa ổng đi chạy ai xung phong đi theo vậy thì gửi cái định vị qua cho anh này đi kết bạn rồi mới gửi qua đây chứ anh gửi giùm đi anh Danh thế đó ừ địa chỉ đó bây giờ nhớ cái địa chỉ nè rồi bắt đầu tới đó rồi chị sao có biết điều dạ rồi không nhờ cũng nhờ chú chứ không nhờ chú là thôi tụi này cũng đâu biết đâu
Đây nhà chú này sáng là chú chú này nè. Đầu tiên là tôi cũng mới vào cuối năm tôi thấy có phép từ thiện cho nên tôi cũng mạo muội tôi liều tôi đi vô là tôi nói giùm tiếng nói vậy thôi. Chứ tôi cũng không có gì hết. Do có phát gạo từ thiện hôm trước tôi thấy thôi. Mà không ngờ là đến gặp chú trong chú Ngọc. Mà chú có biết vợ chồng cháu chưa? Chỉ biết mặt thôi. Vâng. Chỉ biết mặt cho tôi không có quen biết. Yeah, không quen biết. Không có quen biết gì ai đâu. Thấy mình chỉ nói tôi nói thôi. Vậy là cái tâm lòng nó quý lắm rồi chú. Tâm lòng rồi trước đó tôi cũng cho một vài tranh chứ đâu có giúp được nhiều đâu. Con nhưng cũng mà không ngờ là gặp cô Ngọc với chú Tâm. Chúc chú năm mới nhiều sức khỏe nha. Chú Phong. Nắm cho mình. Cảm ơn hai chú. Chúc hai chú được 3, 8, 5, nhiều may mắn, làm nhiều công việc từ thiện để giúp bà con và đất nước mình vui. Đem nước uống giảm chưa chú? Đem cho mấy chai nước đi đưa xa đó. Ê, có đem nước chưa chú? Đem mấy chai đi nghe. Đưa cái nửa chai, còn chai nước suối nào? Ê, trong nhà có ai có nước suối không? Đem cho anh mấy chai đi. Đem cho ổng 2-3 chai gì đi, đường xa dữ lắm đó cưng. Đây là không dễ nghe chú coi đưa về đưa cô nữa kìa nha. Rồi. Cảm ơn chú nha. Dạ, thôi chú thu xếp về. Rồi. Chú đi xếp về. Ê đem mấy chai nước đi lẹ đi giùm đi cưng. Ở đây dưới mặn đem nước nữa sao uống trời. Khoan nha, đợi lấy nước nha. Đợi lấy nước đi. Đợi lấy nước nha. Không có tí xíu đâu uống gì ông con khúc vậy uống gì ông. Có không cưng? Lấy đại giùm đi. Không phải gì rồi ổng chi. Trời người ta nhờ có nước mà. Có chị thấy ông bơm một chai đầy nữa. Qua con khúc hả? Lấy miếng đi. Không, con ấy lấy rồi. Bây giờ biết sao không? Có oxy thở là chú yên tâm rồi ha. Có oxy mà bà thở là yên tâm rồi. À. Vậy mình cũng mừng. Nên có oxy là không còn bị ho nữa. Đó thở vậy đó. Thở hơi lên thì không. Không nhưng mà có oxy. Thầy thở người ta biết ta xử lý nha. Chứ mình không có rành đó. Thôi chúc anh cũng thượng lộ bình an nha. Nhiều sức khỏe nha, lo cho chị nha. Rất là nhiều ạ. Chị quê cố gắng nè chú. Đi rồi đó, nói xe đi rồi đó. Đó, về cho nó gọn chứ mở dưới mà chạy lên đây nó biết chừng nào tới. Ở vậy tính kiểu tính dở đó. Sao không tính kiểu tính dở không, không có tiền chị. Không có tiền nên đâu có dám kêu xe xuống đâu, kêu lên đây thử coi như thế nào còn chạy tiền này nọ đó. Rồi, người ta mới như vậy chứ thường thường người ta có tiền người ta chỉ thấy thôi. Cũng may. Hồi sáng là kêu là con báo xe nước mía là có nhiêu tiền hay gom về biết không? Không có tiền. Cũng liền vàng. Không đi báo xe nước mía rồi bả rồi nè. Ủa là bán xe nước mía luôn hả? Xem có tiền về thì tội nghiệp quá. Bán chiếc xe nước mía luôn. Bán xe nước mía lại lấy tiền về. Mà xe nước mía có nhiêu tiền sao đủ? Chưa bán được luôn. Sao đủ? Mà chiếc xe này bán chừng vài trăm vậy. Nếu mà có mượn mua thì vài trăm. Xe cũ 500 là cao à. Trời ơi. Thôi hết sức rồi. Đi chú ơi. Chú, cái tiền xe là cháu với chị hai trả rồi. Dạ. Còn cái tiền đó là để lo cho cô, cho cô gì đó. Lo cô chút đỉnh gì đó nha. Dạ. Rồi rồi thí dụ như cộng mai đi, mà con nào có thấy thì cho tiền. Chị có lấy số không chị? Lấy số chưa? Hả? Lấy số có gì nếu cô bác nào có gửi á, gửi cho qua tài khoản. Giúp đỡ hả? Nè, có anh này giúp nè. Rồi, cảm ơn anh. Cảm ơn nhiều nha. Cảm ơn anh nhiều nha. Chúc anh sức khỏe. Rồi. May mắn rồi, dạ. Khỏe bệnh đi. Dạ. Đúng rồi. Dạ. Vậy cầu cho chị khỏe lại chứ kiểu này chết luôn. Đây là chú điện thoại. Rồi xong chưa chú? Ê đồ lấy nước chưa? Có nước chưa hả? Chạy đi kéo. Có đứa nhỏ em đưa. Đem đi. Rồi. Đúng rồi, đem bỏ lên xe đi. Để đưa cho ông có kìa. Đưa ông. Nè. Bỏ lên xe đi đừng có uống. Đi đường xa mấy chai nước này nó quý lắm á. Rồi thôi đóng thùng xe ra đi. Thôi đóng thùng xe lại. Ký cứng vậy. Rồi xong xuôi. Hình như cái oxy chưa chạy hả gì đó nha anh. Phải không? Dạ. Rồi. À, dạ. Rồi xong. Anh nhiều sức khỏe nha anh, được lộ bình an nha anh. Dạ. Chúc may mắn cái điện thoại này đưa ông rồi phải không? Rồi. Mẹ tranh thủ hết bệnh lên bán số tiếp nha. Rồi đi. Rồi. Hồi nãy giờ thì Phong Nguyễn cùng với WeFood cũng đã chia sẻ những hình ảnh về một cái người cô đang bị mà gần như là hấp hối, không có tiền, nằm ở khu vực Dĩ An, Bình Dương. Thì mới vừa anh Tâm, chị Ngọc cùng với má Hai với tất cả bà con ở đây hỗ trợ hết sức hết mình
về quê bây giờ là đi đó. Phải nói xe này là nhanh lắm nè, an toàn của chú anh chị. Rồi, rồi xe này anh nhanh lắm, chạy nhanh lắm. Rồi, đi đi. Rồi mình về. Bây giờ thì Phong Nguyễn. Thôi, cảm ơn bà con và mấy anh em đây hết nha. Cảm ơn tất cả quý ông bà con. Dạ dạ. Dạ. Trời ơi, quá trời bà con đây quý xạo luôn, thiệt luôn. Rồi karaoke tiếp đi. Chúc ông bà cô bác là năm mới dồi dào sức khỏe bình an và tràn đầy năng lượng, tràn đầy hạnh phúc nha. Rồi hẹn ông bà cô bác những đoạn video tiếp theo. Rồi, xin chào bà con. Rồi, chào khán giả Mai Hai ơi. Xin chào.